Cái quán khí mà nghiệp phá thai á, nhiều đến mức mà gọi là thời tiết giết thay đổi luôn. Quán khí mà nghiệp phá thai á, hương linh tuy nhỏ nhỏ nhưng mà đầy, đầy cả bầu trời, bao kín cả mặt trời lại. Ghê không? Quán khí á, quý vị coi bây giờ cái lượng người này mà đi đến đây mà phái nữ đông còn hơn cái gì nữa. Những đức nhìn xuống thấy gì đâu mà chàng ơi. Bây giờ nè, nguyên một cái pháp hội đông gì mà quý vị nhìn xuống đi. Nam có gì đâu. À, chắc mấy ông đàn ông này chắc là nghĩ có phước lớn, có nghĩ tu thì sao mà. Nữ không à quý vị ơi. Nhìn đi. Bởi vì đa bằng những đức giảng pháp là những đức nghiêng về nữ không? Nói về nữ không à? Tại vì nam có mấy ông đâu mà nói. Thôi mấy ông nghe ké. Chứ bây giờ mà nói mà mình giảng pháp ở đây mà bây giờ mình tán thán về đàn ông mình, chắc những đức nghĩ chắc mình còn không biết mình còn biết thịt nữa không? Tại vì nữ đông quá. Những đức nói nghe nguyên một cái dàn nữ này nghe mấy ông. Họ chỉ cần đứng lên, họ không cần làm gì mình, họ chỉ cần thổi với mình thôi. Họ đi ngang họ làm nè. Rồi là những đức với mấy ông là cứ như là say sẩm nằm tại chỗ. Họ cần ngon ngắt nhéo gì chứ. Bây giờ nhìn đi, tò gì đâu mà quá trời người nữ luôn. Thấy không? Nên Đức Phật A Di Đà ngày biết được người nữ tu đông bởi vì ngày ưu ái ngày để cho quý vị một nguyện. Thấy chưa? Là khuyên tất cả người nữ nên nhàm chán thân nữ. Bây giờ quý vị suy nghĩ đi. Những đức gặp nhiều cô mình, những đức hỏi mấy cô ơi, mỗi tháng mấy cô chán không? Mấy cô mà đều nói trời ơi nó chán gì đâu. Ví dụ như 3-4 ngày mà nó xong thì còn đỡ đỡ, có nhiều khi nó làm một tuần. Có nhiều cô nó làm 2 tuần. Nước rong á. À, 2 tuần. Mấy cô nói mà, tại vì mình với mấy cô như là người trong nhà. Mình hỏi tới mình nhìn nhận sâu sắc luôn về cái khổ của người nữ luôn. Vì sao Phật nói là nhàm chán thân nữ? Mình hỏi như vậy thì mấy cô thấy cảm thấy khổ làm sao? Tờ nó cứ là giống như dơ giấy hôi hám mà nó chán gì đâu á. Đó, Phật nói rõ ràng chưa? Mà từ cái thời gian còn nhỏ 10 mấy tuổi mà nó làm luôn cho tới mình mà khoảng 45 tuổi. Có nhiều người gần 50 tuổi. À, có nhiều cô thì 45, có nhiều cô 50, tùy cái nghiệp duyên nữa nghe. À, ở bên kia thì có một cái cô có nói rằng con 45 tuổi là con ngực. Đó. Vì thấy không, cái thời gian từ 10 mấy tuổi mà tới lúc đó nó chịu thời gian rồi, ô bởi vì khổ rồi á, nhiều cái khổ người phụ nữ nữa, phải không? Người ta đàn ông ví dụ như những đức gì đi giỏi lắm trong bận cáo thun mà còn mấy bà thì nịt cuộc tùm lum tùm la, rồi muốn đẹp á thì phải làm thêm cái gì tùm lum cho nó coi u nặng lên, đúng không? Đó, thấy chưa? Rồi đàn ông ít ai mà ta cắt mắt cắt mũi sửa miệng rồi làm cho nó phình lên, còn đàn bà lại làm điều đó, thấy khổ không? Mà vì muốn đẹp một chút cho đàn ông nhìn mà khổ đau vậy đó, sợ chồng mình buồn chán mình. Nên phải làm sao cho nó nhìn mình nó có được, để nó đừng có bỏ mình. Quý vị nghe những đức nói đi. Không phải là mình kể cái tội lỗi dơ giấy gì của người phụ nữ, mà mình muốn nói lên để tại sao mà Đức Phật nói là nhàm chán thân nữ, quý vị hiểu không? Khi mình nghe ông thầy ông giảng rằng thẳng thắn rõ ràng gì, rồi mình bản thân mình mới bình tĩnh suy nghĩ, mình nói trời ơi rõ ràng. Vì cái gì đâu mà khổ thế ghê. Có nhiều cô mà ăn diện xong rồi kêu anh nhìn cái có được không?
mà có nhiều người đàn ông nó không nhìn tới. Vì ngày xưa nó còn nhìn mà giết, nó chát, nó liếc một cái rồi nó đi. Vậy đó mà bỏ ra thời gian cả tiếng đồng hồ trang điểm, làm đủ chuyện nhưng để cho nó nhìn cái. Nếu mà nó nhìn qua nó cười, nó khen cái, nó lỡ nó nựng cái cũng mừng muốn chết luôn. Thấy khổ không? Đó. Còn gặp nó đi sớm vừa muộn, nó không để ý ngó ngàng giết, trời ơi, buồn chán ghen tuông giết mà mặt mày bơ phờ như bà điên. Có không? Có. Thấy chưa? Rồi cuộc đời lại mang bầu bì khổ, 9 tháng 10 ngày mà nê nê cái bụng. Quý vị coi thấy không? Lúc mới mang thì ăn uống ói, ăn được. Rồi từ từ cái bụng càng ngày càng to ra, nê nê cái bụng mà đi chịu không vậy? Mà nằm ngủ chắc khó lắm, tại vì cái bụng bự vậy mà nó. Rồi đi thì vịnh vịnh lại sợ gớt nó. Khổ đúng không? Rồi mới đẻ con đầu lòng thì con mình nội mà nó mấm thôi mình cũng khó chịu, cũng khó chịu. Những cái lúc ban đầu mà nó bú cũng cũng khó lắm mấy vị. Rồi có khi nhiều khi nó mọc răng ra nó cắn nữa chứ. Có khi mà sang si muốn tán vô mặt mày cái, mày bú bú đi mày còn cắn nữa. Đúng không? Có cắn không? Nó thấy chưa? Giờ khai thiệt hết chưa? Thấy không? Nó thấy không? Ừ, khi mà trời ơi, sữa nhiều quá nó bú không hết, nó còn chảy sữa áo. Đúng không? Khó chịu thấy ghê chứ mấy ông. Bởi vì tôi nói rằng là tất cả chúng ta là người đàn ông, nên thật sự mà nói nên ưu ái thương phái nữ một chút đi. Nên từ hôm nay là tất cả những cái ngày lễ của người nữ nghe, những đức đều có một bài pháp để gọi là mình tu hành hồi hướng cho những người mẹ của mình nè. Chứ bây giờ những đứa hỏi tất cả các ông đàn ông bây giờ á, người nữ này là mẹ mình chứ ai? Chứ chúng ta có sanh con đâu mà làm mẹ được. Nó, mình chỉ tạo dựng. Nhưng họ là người phải chịu đựng. Ghê không? Mình tạo dựng mà họ chịu đựng. Nó, thấy không? Nên quá tội nghiệp mẹ mà nè. Nó. Nên những đức mà nói rằng là thí dụ như đi tu mà ai mà đậu thừa tại người nữ mà tu không được đồ, những đức mới chịu nghe. Từ xưa giờ không bao giờ chịu luôn, không đồng tình chỗ đó luôn. Vì những đức nghĩ rằng bản thân họ phải cho họ tu một chút chứ. Cứ sợ họ vô chùa đông rồi bắt đầu là mấy thầy động tâm tu không được. Mấy thầy động tâm thì kệ mấy thầy chứ. Chuyện đó cũng với thầy mấy chú chứ. Hiểu không? Ai cũng là có tâm tu giải thoát chứ, ông động thì kể ông. Người ta có quyền làm duyên làm dáng, tại anh ta là phái nữ, người ta phải làm duyên làm dáng rồi. Người ta gặp người ta phải cười mỉm chi rồi. Chứ không lẽ bây giờ như đàn ông mình, không lẽ bây giờ người nữ như đàn ông mình, không lẽ gặp trời chắc chạy mắt dép hết trơn. Người ta phải cười mỉm mỉm, người ta là phái nữ mà. Hiểu chưa? Bây giờ tự nhiên mấy ông động vào chuyện của mấy ông chứ. Hồi xưa những đức đi tu cũng gặp một người là cứ là đậu thừa. Ông cứ nhận người nữ vô đây, mấy thầy mấy chú tu cũng được. Động tâm. Những đức nói tu cũng được kệ họ chứ. Ai cũng là người phải đi tu cầu giải thoát chứ, sao mà mình nói kỳ. Mình cũng là đi tu, mình đã phát tâm rồi thì mình gặp người ta, ai mượn mình nhìn. Hiểu không? Ví dụ như xuất gia như những đức bây giờ mà mấy cô đẹp đẹp đứng trước mặt, ai mượn những đức nhìn chi? Rồi động tâm. Mình có quyền không nhìn. Người ta làm cái trò gì kệ người ta. Cùng mình nè mới là quan trọng nè. Đúng không? Nên mấy anh em ngồi đây nhớ nghe. Chùa mình cũng nam á, tăng cư sĩ đồ, nam đồ cũng đông. Nên bây giờ người ta vô đây ì đó, tự mấy ông lo mà tu. Chứ đừng có đậu thừa, tôi không có giờ đậu thừa ai chứ. Mắt con bỏ con lon.
Thấy không? Nhưng mà viết là hiểu rồi quý vị. Những đức giảng dạy viết hiểu. Trời ơi, có một mình đây, làm việc xong về ịt cái ngủ. Mình dạy gì mình đi tu, mà bây giờ mình còn đem về thêm nữa làm chi? Thì khổ, đúng không? Nên từ nơi đó lo mà tu đi. Bây giờ Nhẫn Lăng ở đây em cũng trẻ nè, mà bây giờ ổng được đi tu gì, ổng coi chúng đứng niệm Phật, ổng sắp xếp người ta thấy hạnh phúc cỡ nào chưa? Mà nếu mà bây giờ Phật tử trẻ trẻ vô đây, người ta thấy cũng hiền, cũng dễ thương, người ta nói chuyện đồ này kia, cái mai mốt cái điện thoại qua lại đồ này kia, đồ bắt đầu là người ta nói thôi, thầy cũng còn trẻ mà, thì tu đâu cũng được. Thôi bây giờ trong chùa đông đúc lu bu quá, khó tu lắm, thôi về đi, rồi ở đây cắt cho cái cốc kế nhà, rồi mỗi ngày cốc cốc cho tôi nghe, cốc cốc cho tôi nghe, hiểu không? Cầm cái mỏ ra nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cốc cái đó. Hiểu không? Ô kiểu đó là thôi không được rồi. Đó bây giờ mấy anh em nhìn thấy không? Cái duyên bây giờ mấy anh em đi xuất gia còn trẻ mà được cái duyên gì? Ý những đức muốn nói rằng là nó quá ý nghĩa cuộc đời. Mình ở ngoài đời làm sao mình làm được cái việc này? Trời ơi, người ta về y mà mình lo được gì? Những đức nói nghe, trong lòng những đức cảm thấy nó mãn nguyện cuộc đời còn hơn cái gì nữa. Những đức nói bây giờ đẹp như hoa hậu luôn, dù là tôi xấu, nhưng mà tôi nói thiệt, một cái người hoa hậu cực kỳ đẹp đến nói thầy tôi nói bây giờ một hoa hậu làm sao mà có thể bằng cái số lượng người này. Suy nghĩ đi, bây giờ làm sao bằng số lượng người này? Mình đến với một người mình sẽ mất tất cả, mất tất cả cái tình cảm này luôn, đúng không? Ví dụ như những đứa cái gì mà lỡ mà cái gì mà ví dụ như đi với ai rồi là tất cả mấy cô đâu còn quý những đứa nữa, đúng không? Không quý gì nữa, coi chừng nó vượt nó đánh mà chết. Mười mấy năm thấy nghe pháp á, nó thấy nó cũng quý trọng, bây giờ tự nhiên á làm nó thất vọng. Cuối cùng chỉ cần mỗi đứa nó cầm cục đá nhỏ nhỏ gì nó liền thì kể như là thôi chết trong đá. Hiểu không? 100% luôn. Bây giờ khỏi nói mấy cô nội và mấy cô trẻ của bên hộ pháp thôi là những đứa đủ chết queo rồi, chắc chắn luôn. Giờ nó yên tâm lắm, bên kia nó lo việc lo này lo kia, rồi bên đây rồi chùa mới nữa chứ, yên tâm lắm, cứ lo việc làm cực lực hết lòng. Trời ơi, nấu cơm mà nấu từ 11 giờ mà nấu luôn, mà bây giờ nấu ba chùa đem chở qua chở lại, vì nghĩ làm việc cỡ nào chưa. Vậy mà con gái ở đâu mà về đây làm việc vậy đó, nghe lời mình. Mà bây giờ mà mình mà đi mà còn tầm bậy tầm bạ nữa thôi, nó về nó giết. thiệt chứ không có giỡn đâu. Nó gọi vị xuống nhà bếp đây, vị coi làm kìa, nó làm cực lực luôn, thấy chưa. Nó mình thành nói ví dụ như nam như mình á, mà mình ở nhà mình có gia đình đó, vợ mình á làm dễ gì mà làm mà quan hỷ vui vẻ dữ gì, mà làm chút đỉnh thôi chứ gì đâu mà làm dữ rồi. Nó gì đó mà vô chùa tu thấy phát tâm chứ, do mình dạy mà nghe lời nó, mà có người tình thương mến thương đến nhau quý vị, tự nhiên người ta sống nhiệt tình thiết ghê. Rồi bây giờ quý vị coi Phật tử coi này, bây giờ mình ngồi đông quý vị cũng nóng đó quý vị, mà quý vị ngồi gì mà quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp, mà những đức nói nghe trong số lượng đông người này nghe quý vị, có những người người ta nghe những đức giảng mấy năm giờ mà người ta đi đến đây người ta không gặp được những đức luôn, tại vì đông quá. Những đức vừa giảng xong á là những đức đi ra ngoài, những đức sẹt mất tiêu. Nên từ nơi đó mà bây giờ mà những đức gặp hết dân đây chứ những đức khỏi tu luôn, không nổi quý vị ơi. Nên thôi bây giờ chuyến này mà anh ấy ảnh thuê mấy cái màn hình này hay thì quý vị châu, thấy không? Không, mấy cái màn hình này hay nè, mà sau này thuê bự vậy nè, nó bự vậy hay ghê.
Mà hồi tối á, Nhuận Quang ông để trên cái chánh điện trên hay ghê nghe ta. À, ô quá trời bự luôn, người ta thấy hết trơn. Mà người ta đi qua đi lại ngoài đường, người ta nhìn người ta thấy cái chương trình gì ghê quá trời. Nó ảnh hưởng Phật Pháp lắm quý vị. Mà Nhà Đức nói cho quý vị nghe nghe, cái chương trình chùa mình nó làm cho người ta cảm động lắm quý vị. Tại vì nhiều chương trình thì người ta hình thức, hoặc người ta đi vòng vòng ngoài đường rồi người ta diễu hành này kia không. Nhưng mà chùa mình người ta thấy mình lại quý vị. Trong lòng người ta nói, đặt câu hỏi người ta nói như này: trời ơi gì đâu mà lại, gì đâu mà giữ chờ. Đúng không? Ví dụ như các cái đạo khác đi, người ta nhìn nó: trời ơi gì đâu mà mộ đạo giữ chờ. Ví dụ như lại ba bốn lại thì thôi đi, lại cái gì đâu mà suốt mấy tiếng đồng hồ mà lại giữ gì. Đúng không? Trong lòng người ta nó bị giống như nó bị làm cho người ta xúc động đó quý vị ơi. À, xúc động chứ không phải giỡn đâu nghe. Bên nhà bên kia người ta không qua người ta tu, nhưng mà người ta lên lầu người ta đứng người ta nhìn. Nói lại gì mà lại giữ cái chợ. Ừ, mà mình làm cho cả cái xóm làng nó bị ảnh hưởng luôn. Cả cái xóm làng nó ảnh hưởng luôn. Hồi đó mà những đức thấy thầy ở trên trển á, mà lại Quan Âm đó quý vị. Thật sự mà nói trong lòng Nhân Đức nghe, Nhân Đức vẫn nói rằng sau này mà mình có cơ hội mà mình dẫn dắt người ta tu được gì mừng lắm ta. Cái quyển sách mà Ngũ Bách Danh mà Nhân Đức đi đâu cũng ưa cầm theo quý vị, là từ trên Đà Lạt á chứ. Mà Nhân Đức lúc mà thầy cho đi là Nhân Đức cầm theo quyển sách. Mà từ ở trên đó là Nhân Đức in quyển sách đó, mà quyển sách rất là bự nhất, bự nhất lắm. Mà những đức mà quý vị biết rằng là lúc nào cũng để trong phòng quyển sách đó rồi. Lúc nào cũng gì cứ cầm theo, để trong phòng suốt. Cái duyên thì sao ấy, rõ ràng quý vị. Mà cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm này nghe, là cái danh hiệu này là chúng sanh là người ta thích. Thích. Nên khi mà ở trên đó mà không lại nữa là tự nhiên những đức xuất hiện. Thấy rõ ràng không? Nhuận Đức xuất hiện liền. Mà càng tu rồi nghe quý vị, mình nghĩ đúng là Phật sắp xếp hay thiệt. Quá hay. Quý vị coi, bây giờ này quý vị hãy ngồi mà suy nghĩ ra đi. Khi mà lúc đó có chuyện lu bu rồi là tự nhiên đưa Nhuận Đức đi xuống đây, là trong vòng đâu có bao lâu là Nhuận Đức phát triển cái chuyện cộng tu ngày Chủ Nhật liền. Công nhận không? Xong Nhuận Đức lại Quan Âm liền, là nó lên, nó lên lại, giống như nó nói tiếp liền quý vị, nói tiếp liền. Mà cái phương pháp lại này ít có chùa nào ta dùng. Ngộ nghe, Phật tử thì ta dùng, ít chùa nào dùng nghe. Rồi tiếp tục là mình phát triển luôn. Và bây giờ là nó đi đến mức mà đông cực điểm mình tiếp tục nữa, thấy không? Đó. Mà Hòa Thượng mình ngày nói rằng ông cứ làm đàng hoàng, ông cứ làm đúng đi, sau này tôi giảng sanh rồi ông cũng tiếp tục mà làm, cứ vậy mà làm cho đúng cho đàng hoàng, thấy không? Đừng có dính vô cái chuyện mà khi mà giảng pháp mà hương linh đồ nhập xác đồ, mà ông la lối sùm, ông quy y hương linh, ông quy y tùm lum tùm la, đừng có dính vô thì ông yên à. Nên Nhân Đức nghe lời Hòa Thượng nói, quý vị, tất cả Phật tử mà về chùa người ta gặp Nhân Đức, người ta nói thầy quy y dùm cho con. Nhân Đức chưa bao giờ từng quy y cho một người nghe. Này là Nhân Đức làm 100% luôn đó, chưa bao giờ luôn á. Mà Nhân Đức đều nói rằng là bây giờ Phật tử khắp nơi nơi, bây giờ chùa nào Phật tử của chùa nào quý vị cũng về đây tu được. Tại vì quý vị Phật tử là đệ tử của Phật. Mình đã là đệ tử của Phật thì mình phải chọn một cái pháp tu, chứ không phải là mình đi về chùa mình đi vòng vòng chút mình đi về nhà, không phải. Mà mình phải đi về chùa để mình nghe pháp, để mình nắm được cái pháp tu, để mình áp dụng trong cái cuộc đời của mình. Như vậy thì nó mới xứng đáng quý vị à. À, xứng đáng vô cùng luôn. Đó, rồi mình đi về đây quý vị đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật đồ. Máy niệm Phật thì những đức tặng rồi đó. Nhưng muốn không mà bây giờ không có máy niệm Phật rồi. Hết máy niệm Phật. Hoàn toàn máy niệm Phật để dành để mà ngày 20 á. Bữa nay 18 rồi, 19 ở đây nữa nè. Rồi tối 19 ghi xong, hồi nguyên cái vàng này mà về bên hộ pháp. Mà quý vị nhớ nghe,
bữa 20 buổi tối là thí dụ như 10 phần ở đây thì bên hộ pháp sẽ tăng thêm 3 phần nữa số lượng người. Bên hộ pháp sẽ tăng thêm số lượng 3 phần nữa ở bên hộ pháp. Chắc chắn với quý vị luôn. Nó nên á, cái số lượng ngày đó rất là đông, cực kỳ đông luôn. Quý vị biết rằng bên hộ pháp á, những đức lo nhất là cái gì quý vị biết không? Để xe ngoài đường. Xe mà để cỡ cây số vì nghĩ đi, mấy mặt đường luôn á. Khi mà lễ xong nha, quý vị nhớ, người trưởng đoàn chấp nhận thời gian lâu một chút, đều nhắc nhở các cụ hãy từ từ, đừng quá vội vàng gấp gáp. Và ngày chủ nhật những đức sẽ giảng pháp sớm, sớm hơn chút để chúng ta lại như hồi tối cũng sớm đó quý vị, mới 9:15 xong rồi. Nhưng mà từ hôm nay là mỗi lần lễ viếng Quan Âm mà khi trước khi lại những đức sẽ giảng tịnh độ. Vì sao quý vị biết không? Những đức suy nghĩ kỹ ra, phải cho những cái pháp hội tịnh độ này là pháp hội mà tín nguyện niệm Phật này phải rinh rang lên. Tại lại Quan Âm là trợ duyên cho tịnh độ niệm Phật, hiểu không? Bây giờ mình phải nói về tịnh độ, làm sao mà cái pháp hội như vậy nè, để càng về sau cái người sau và mọi người phải nhìn ra, nhìn ra rằng là pháp môn tịnh độ này thật sự mà nói với quý vị phải nhìn ra được. Tại vì sao? Vì nếu như những đức là một người mà đi đầu này đầu kia mà học quá nhiều mà giảng tịnh độ, quý vị nói do ông thầy này ông học quá giỏi. Còn những đức nói 100% với quý vị, những đức là lớp 3 ở lại 9 năm. Mà từ khi gặp Phật pháp là gặp ngay pháp môn tịnh độ. Mà niệm một câu Phật hiệu thôi mà hội tụ nhân duyên con người như vậy, quý vị phải tin 100%. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn quá thù thắng, quá thù thắng nó thiệt. Vì biết rằng người già trong chùa nghe quý vị, lâu lâu gió thổi méo cái miệng, niệm Phật trở lại bình thường, các cụ gãy tay niệm Phật mà lành. Quý vị nghĩ đi, công đức niệm Phật cỡ nào chưa? Không tưởng tượng được. Quý vị biết rằng là nhiều vị thì hiện rõ ràng thành thục như Hòa Thượng Hải Hiền, không biết một chữ, niệm Phật 92 năm thành tựu con đường giảng sanh là để là toàn thân xá lợi. Còn gì nói nữa, thấy thù thắng chưa? Pháp sư Hải Khánh, sư đệ Hòa Thượng Hải Hiền không biết một chữ mà niệm câu Phật hiệu thôi giảng sanh cũng để là toàn thân xá lợi. Hai người lão đức Hòa Thượng cũng không biết chữ mà trong sách viết rằng đi tiểu không biết chánh người. Đi tiểu không biết chánh người. Mà bên Trung Quốc là cái chữ đức là khờ quý vị. Khờ là đức à. Nên từ nơi đó mà ông niệm Phật mà không biết thì giờ giáng sanh. Thì coi á, như chùa mình là xác thực, cái bé Liên Tịnh 11 tuổi thì biết không, nó vô chùa nghe, những đức nói con ơi, mang cái thân này khổ lắm con à, con nghe lời những đức nghe, niệm Phật đi con. Con niệm Phật con phát nguyện sanh Cực Lạc, đi về Cực Lạc mới hết khổ nghe con. Bây giờ con mà tin những đức, con chân thật con niệm Phật đi, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết Phật A Di Đà, tiếp dẫn giảng sanh. Nói một lần thôi bé này nó tin tưởng, nó niệm Phật, nó không dùng một viên thuốc nào cả. Công nhận thiệt. 6 tháng một tuần niệm có Phật hiệu. Khi ra đi cuối đời quý vị, ra đi đây là xác thực 100%, những đức ngồi kế bên này. Cháu nói những đức rằng thầy ơi, khi con ra đi xong á, là khi đi thiêu là con để lại cho thầy chiếc lắc nghe. Chiếc lắc mà thầy tặng con, chiếc lắc A Di Đà Phật á. Đó, con để lại cho thầy vì thầy giảng một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Ghê không? Quý vị biết rằng là trong cái lò thiêu lửa nóng cỡ nào chưa? Mà cộng dây chuyền mẹ tặng nha, cũng là bạc rụi mắt xác luôn.
Như vậy mà chiếc lắc A Di Đà Phật thiêu không cháy. Không cháy. Quý vị biết rằng khi cháu cặn tự nghiệp đó quý vị, chính như Đức ngồi kế bên cháu tỉnh veo luôn. Rồi nói chuyện với Đức xong rồi chứ, con hứa với thầy, khi con về cực lạc xong con thù nguyện trở lại phụ với thầy nuôi người già. Xong rồi cháu niệm Phật quý vị. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái câu cuối cùng là gì nè quý vị? A Di Đà Phật. Ra đi. Đây là xác thực 100% như Đức thấy rõ ràng. Bé 11 tuổi đúng gọi là lòng tin trong sạch. Thì biết vì sao mình tu tịnh độ mà mình thành tựu không được thù thắng như người ta không? Lòng tin mình có nhiều vấn đề quá. Lòng tin mà còn nghĩ nhiều thứ quá, tạp quá. Nghe đầu này nghe đầu kia tim, tin mà còn nghi. Nên thành tựu không bằng bé 11 tuổi. Như cái bà Sáu trong chùa mình, bà gần 80 tuổi mới vô chùa. Bà vô chùa mà cái người niệm Phật giáng sanh là gì nè mấy vị ơi? Rõ ràng luôn, dễ tính còn hơn cái gì nữa bà Sáu á. Bà 80 mấy tuổi nghe quý vị, mà bà trong chùa, bà nói mấy cô nè, lúc nào mà tôi yếu lắm mấy cô phụ tôi, còn tôi làm được gì tôi làm, mền gói của tôi, ngủ xong để tôi xếp cho, rồi phòng tôi để tôi lao cho, chừng nào mà tôi yếu tôi nhờ mấy cô hả làm, thôi mấy cô bận quá, cái gì tôi làm được thì thôi để tôi làm. Quý vị biết rằng nghe, bà biết ngày giờ giảng sanh trước một tháng là sao? Có con đoạn quay nói chuyện rõ ràng với con bà mà. Bà báo cho con bà một tháng sau mẹ đi. Báo cho tất cả các con của bà luôn, con mà được độ hết. Trước đó một ngày con trai đến thăm, thì bà nói với con trai rằng ngày mai mẹ đi. Người con trai hỏi mẹ đi đâu, là mẹ đi về cực lạc. Sáng 3 giờ sáng bà thức dậy, bà đi vệ sinh, bà niệm Phật rất là lớn trên đoạn đường bà đi. Vệ sinh xong hết rồi, bà từ chỗ vệ sinh bà niệm Phật rất lớn trở về phòng. Xong bà về phòng, xong bà nằm đàng hoàng hết trơn. Rồi bà niệm Phật, bà giảng sanh. Khỏi cần hộ niệm trước luôn. Bà là khỏi cần hộ niệm trước luôn quý vị. Thấy chưa? Lòng tin trong sạch, không biết gì nhiều, chỉ biết niệm Phật thôi. Thành tựu thù thắng như vậy. Đó là thể hiện rõ ràng bé liên tịnh 11 tuổi cũng giảng sanh đi đúng không? Bà già 80 mấy tuổi cũng đi. Vậy thì cái pháp môn tịnh độ này ai niệm cũng thành tựu. Chắc chắn luôn. À. Rồi cái cô mà hoa sen mọc từ miệng ra. Cuộc đời là cái gì? Khổ vô cùng. Làm cái gì? Lụm bọc sống. Khổ quá khổ. Nó nghèo còn mắc eo. Cái eo gì? Là bà bị tiểu đường. Ai bị tiểu đường cố gắng niệm Phật nghe. Tôi thấy rồi đó. Cái bệnh tiểu đường là sau này nó kinh lắm. Nó hành hạ. Thịt nó rớt. Trời ơi. Bà bị tiểu đường tới thời kỳ cuối nghe quý vị. Được người ta cho cái máy nghe pháp đi lụm bọc, được người ta cho cái máy nghe pháp. Bởi vì như Đức nói với vị nghe, quý vị đặt chiếc máy nghe pháp này về cho cha mẹ của mình à, cho chờm sớm người già được lợi ích. Hơn 1000 buổi trong đây đúng là một trọng lượng lớn. Lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, những Đức sẽ đặt máy nghe pháp mà cái máy mới ra sau này nè, mẫu đẹp lắm, những Đức sẽ tặng cho quý vị ngày lễ viếng 19 tháng 9. Những Đức đặt 20.000 cái rồi đó. Đặt 20.000 cái luôn đó, để tặng. Bây giờ nghe, có tiền làm hết đi.
những đức còn mới bị tỳ quý vị. Đó. Quý vị biết rằng là bà tiểu đường vậy đó mà nó ăn thịt quý vị, rớt ra miếng thịt rớt ra, xong những đức nói với mấy cô mình, tao bỏ uổng quá. Thịt của người giảng sanh bỏ vô nồi súp. Ồ, nghe ớ thiệt quý vị. Nói câu này vui tao nghe. Ớ thiệt. Ghê thiệt. Không? Như vậy mà bà quyết tâm mà niệm Phật, mà đâu phải người ở trong chùa. Thì biết gần giống như biết ngày giờ giảng sanh vậy đó. Lỡ bắt đầu là gì? Ngồi ngay cửa chùa, ngồi đó kêu mấy người trở lại về đi, ngồi chỗ đó đưa vô chùa, vô chùa được rồi hộ niệm, khi ra đi xong rồi đi tự tại lắm, khi đi xong rồi hộ niệm tự qua sen mọc trong miệng ra, cái thù thắng không, kỳ tích chưa đó. Còn cái bà mà ở Phú Yên bà bị ung thư ngực, cùng thờ với bà gần 10 năm chết queo nhiều lắm. Như vậy mà bà đi đến chùa và lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong. Thì biết. Lại xong bà vô phòng hộ niệm mà nằm luôn. Ghê thiệt. Chứ sao luôn. Mấy cô nói tờ cô đây phòng hộ niệm. Cô đi ra ngoài nằm đi, bà nói không. Tôi nằm đây tôi đi đó. Tớ gì kì á. Nằm đây tôi đi đó. Xong Nhận ăn vô bà đưa vào Nhận ăn 3 chỉ vàng và mấy triệu. Gửi cho thầy Đức giùm. Nói với thầy là nghe pháp thầy 7-8 năm nay. Cảm ơn thầy. Bây giờ nhờ thầy giúp giùm làm hậu sự giùm. Tôi đi đến đây để giảng sanh ở đây. Rồi là hộ niệm cho bà. Rồi bà đi luôn vậy đó. Quý vị biết rằng nghe, ở nhà bà chuẩn bị tang phục đồ bà để làm sẵn hết. Y gan cái câu chuyện mà tụi nên không kể, cho con cháu làm sẵn hết luôn, chuẩn bị luôn quý vị. Đúng là để là tấm gương người niệm Phật, biết ngày giờ giảng sanh. Thấy không? Toàn là người đơn giản bình dị thôi à. Quý vị coi nếu ai ở đây mà ung thư đó nghe, ung thư giờ nhiều lắm. Ai ở đây mà ung thư á, nắm chắc câu Phật hiệu đi. Nhớ, nắm chắc câu Phật hiệu, đừng có sợ chết. Ung thư chưa chết liền đâu, mà buồn là nó chết. Vừa bị ung thư vậy nói vì coi nè, ví dụ như mình đang ngồi như Đức đang ngồi vậy đây, chưa đi khám bệnh đâu biết ung thư đâu, sống bình thường đúng không? Nhưng mà gặp không biết tu, lỡ gặp bác sĩ coi khám coi. Tôi định kỳ coi khám có bệnh hoạn không, khám bác sĩ nói tà chú ung thư chú ơi, ung thư nặng lắm rồi chú. Cái gì bác sĩ? Bác sĩ nói gì bác sĩ? Sao ung thư hả bác sĩ? Bác sĩ khám lại đi bác sĩ, sao mà ung thư kỳ cục bác sĩ, làm gì kỳ, khỏe quá ung thư gì bác sĩ, khám rồi đi. Không, khám rồi, khám kỹ hết rồi. Ung thư. Ung thư gì bác sĩ? Ung thư mông. Kỳ cục bác sĩ. Ung thư đâu, ung thư mông kỳ cục cái chặt. Rồi bắt đầu xây sẵn mặt mày chứ, rồi nó sợ. Rồi nó nghĩ bây giờ vợ của mình trẻ quá, mình chết đi biết vợ mình nó còn ở vậy không. Đấy, ghê không? Đã là gần chết rồi mà sợ. Rồi chồng mình còn đẹp trai quá. Anh em ung thư anh ơi, chạy xe là chở em về. Nó về hết tối không? Vừa nghe bệnh ung thư là chóng váng mặt mày. Thấy không? Rồi bắt đầu là về ngồi đó suy nghĩ tiêu cực. Ôi ơi, gặp chồng anh
em mai mốt em chết đi, anh có sống gì hay là có cưới vợ nữa không? Hứa với em đi, hứa đi, đừng có cưới vợ nữa nghe không? Trời, vô duyên ghê. Mình chết, mình lo mình chết đi, còn nó cưới vợ gậy nữa. Có cái ông kia, bởi vì hứa cái này nguy hiểm nghe mấy ông, cẩn thận. Bà vợ mới nói nè, anh, mai mốt em chết, đừng cưới vợ nghe không? Thì ổng nghĩ rằng là hứa đại, ổng hứa. Em mất đi, anh sống gì cả đời, không có cưới vợ nữa đâu, lo cho con. Bà chết chưa được 49 ngày, ổng đi kiếm con nhỏ khác. Ghê không? Xong ổng đem về nhà, ổng đem về nhà nghe. Cái lúc mà ổng với bà chuẩn bị, thì đem về nhà thì chuẩn bị chứ sao? Có nhiều bà hỏi, chuẩn bị gì thầy? Nhiều bà thì phải thích nói rõ ra. Nhưng Đức nói chuẩn bị mần thịt. Vậy biết rằng thấy ghê thiệt. Bởi vì linh, mấy cái bà gì nó linh kỳ cục. Tại vì mấy bà chấp, chấp quá là thằng Trung Ấm, thằng Trung Ấm 49 ngày đi theo chồng suốt, đi theo chồng suốt luôn. Ổng dẫn cái nhỏ này về ngủ ở nhà, nó làm thịt làm thà xong hết, tối ngủ lại về bóp ổng nhỏ đó quá trời luôn. Thấy chưa? Mà cái người vậy thì nó cũng hết phước rồi, thấy không? Chồng người ta mà vợ mới chết mà dám đi về nhà người ta ngủ gan chờ, nhỏ này hết phước rồi, vừa tội hết phước. Mai mốt ai mà vậy thì cũng phải tránh đi nghe, gan chờ. Thấy chưa? Ít gì cũng qua 100 ngày chứ, trong 49 ngày còn thân Trung Ấm đó, hiểu không? Nó bóp cổ nhỏ này, bóp cổ xong bóp cổ ổng luôn. Đang ngủ nửa đêm làm gì? Kêu nó ai biết cổ em. Vừa buông bạn nhỏ này ra là bóp cổ ổng liền. Thấy ghê chưa quý vị? Rồi xong báo mộng cho ổng biết. Ông hứa tôi thì sao? Hứa tôi thì sao mà bây giờ ông đi, đi đem con nhỏ khác về nhà. Rồi chưa? Nói hai ông hứa với người chết không phải đơn giản đâu nghe. Cẩn thận. Hứa người chết cẩn thận đó. Nhất là vợ hay chồng mà nó thương quá, nó bám mình, thương quá. Bởi vì mình là người niệm Phật nha quý vị, mình hướng về Phật đi quý vị ơi. Lỡ mình cái gì đi chăng nữa, mình đừng có di chúc gì, mình đừng có chăn chối gì kêu người ta làm chi. Mình chăn chối vậy là mình dính, mình không giảng sanh rồi. Nói mình chỉ nói một câu vậy nè, thôi ông ơi, vợ chồng đã sống nhau mấy chục năm, lỡ tôi cái gì, ông ở vậy nếu được thì ông nuôi con cho đàng hoàng. Con mình tội nghiệp, nó đã xa mẹ hoặc xa cha rồi, bây giờ mình thương yêu nó để bù đắp cái tình cảm cho con mình, thì tôi nói vậy thôi tùy ông. Chứ tôi thì thôi, tôi mắc tôi đi về cực lạc. Đúng không? Mà 100% quý vị luôn, quý vị đi về cực lạc, chồng quý vị, vợ quý vị không bao giờ như vậy. Nó lạ như vậy đó. Nó giống như câu chuyện nghịch duyên, quý vị nghĩ đi. Câu chuyện nghịch duyên, ông chồng ông cản trở. Vậy mà khi bả giảng sanh rồi là ông niệm Phật liền. Thấy chưa? Bởi vì ai mà cản trở mình, quý vị cứ lo niệm Phật đi. Thì giảng sanh đi, vì độ họ liền nha. Giảng sanh là độ liền. Ủa cái âm thanh đây dưới quý vị nghe được không quý vị? Nghe không? Nói chỗ này mà không nghe nữa thôi, tôi không biết nói làm sao không? Nói mà muốn bể cái eo. Tại vì khi mình nói mạnh vậy là mình gặn quý vị, bốc hơi ra. Chứ không phải giỡn đâu, nói mạnh á, sợ bị không nghe đó. Nói chậm nữa, âm thanh này mà nói nhanh sợ nó cuốn câu. Nên mấy anh em ở đây mà sắp trúng á, đừng có nói nhanh. Từng câu á, người ta mới nghe được. Thấy ra nó vang. Nhưng mà bữa nay đông người nè, hay rồi đó. Hồi bữa ít người, nó không hay gì đâu. Âm thanh chuẩn rồi đó, công nhận. Bởi Hòa Thượng này kêu chỗ nào là thành công chỗ nấy, ngộ ghê.
Hồi đó giờ những đứa cứ nghĩ cái nhà văn hóa này nó vang, những đứa không chịu tổ chức đó quý vị. Mấy vị thấy ngồi đây trụ nó rộng thế ghê, mưa gió con không sợ. Thấy chưa, vô mánh. Ủa qua cái điều kia nhỏ quá, mưa tội nghiệp Phật tử thấy ghê. Trời ơi, đứng gì đâu mà chạy đôn chạy đáo tội nghiệp. Bây giờ nhà đứng sao bây giờ? Họ chịu thua, mình ngồi mình thuyết pháp thôi chứ sao? Phải không? À, nên mỗi một con người nghe quý vị, nghịch duyên nghịch cảnh gì cũng phải niệm Phật nghe quý vị. Phải quyết chí đời này về cực lạc nghe. Ai mà không về cực lạc là biết tay với tôi. Thấy không? Trời ơi, không mà mình mà ngồi về hay lắm nghe quý vị. Mai mốt mà trong đây mà về cực lạc là người ta nhìn. Người ta nhìn. Người ta, tại vì người ta về cực lạc người ta cặp cặp mắt người ta nhìn ghê lắm. Người ta nhìn coi những cái người mà ngồi chung nghe pháp hồi xưa á, ai giảng sanh ai chưa giảng sanh. Tôi mai mốt mà tôi không giảng sanh mà nó mà tự nhiên nó biến thành con dê. Nói gì bất cười thì ghê. Sao tự nhiên sao thầy chọn con dê kỳ cục vậy? Vì tôi thấy tôi cũng ưa vui quá, tôi dê quá. Nó không giảng sanh nó thành con dê thiệt. Nghe không? Mấy cô này giảng sanh thì cực lạc, bà nhìn xuống bà thấy, để cô quan sát coi thầy giảng sanh ở phẩm vị nào. Sao bây giờ cực lạc sao không thấy, trên cực lạc kỳ cục cái chợ. Nhìn thấy, ủa sao nhìn xuống vô thấy con dê hoài kỳ chợ. Thầy tu dữ dằn vậy mà sao kỳ, tự nhiên dê nó nhìn lên, nó đâu có biết đâu, nó nhìn đại lên, tại vì duyên nó câu thông á. Tự nhiên nó nhìn cái vị đang nhìn xuống, nó nhìn lên làm nè. Trời ơi, ý nó nói rằng cứu bồ đi. Hiểu không? Trời ơi, quý vị nói trời ơi tội nghiệp thầy, dù cỡ nào cỡ chứ tiếng pháp khô hơ cạn, tiếng lại Quan Âm xây sẫm mặt mày gì mà bây giờ sao kỳ vậy thầy, sao thành con dê kỳ chặt. Vì chúng sanh bên cạnh đông quá, mà nhiều nữ trẻ giết rồi lâu ngày tu giết mà không khéo á, là tự nhiên sanh tâm di. Nó không làm được gì nhưng mà sanh tâm di thì sao? Vì nữ đông quá trời đông nên giết rồi mình đi qua lại mình nhìn giết, nó đặt vào tâm mình hình ảnh họ nhiều hơn. Khi cuối cuộc đời không niệm Phật được thì di. Nhớ nghe tôi nói câu này, tôi nhắc quý vị đó. Cái tâm quý vị khi cuối đời, cái tâm nào mạnh nhất nó đi theo cái cảnh đó. Nhớ đó. Ừ. Bây giờ muốn cứu vợ, cứu chồng, cứu cha, cứu mẹ thì mình phải là nhớ Phật mạnh nhất thì nó mới thành công. Nhớ nghe. Đó. Có cái đoàn ở Đắk Lắk mà mấy cô đem lên hai bức tranh gỗ á. Một bức tranh là một câu ai Phật niệm đến cùng, với một bức tranh là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Nó một chút rồi, xong rồi mày cô đem lên đây tặng những đức nhận luôn cho. Để thôi sách tới sách lui tội nghiệp. Không biết có qua đây hay là ở đâu rồi mất tiêu. Mà giờ cái chánh điện này đó kìa. Nó cái chánh điện này mà nói mà đi bây giờ đi vô cũng không dễ quý vị. Thấy không? Rồi công nhận nghe quý vị. Chùa Hòa Thượng rộng mới chứa nổi nghe quý vị. Hòa Thượng năm nay 82 tuổi quý vị ơi. Mà lúc này cũng yếu. Chiến này yếu. Bệnh. Nên mỗi người chúng ta nên có cái tâm một chút xíu. Là cảm ơn Hòa Thượng xây chùa. Mình mới có nơi nương tựa mà tu. Mỗi một người chúng con nguyện đem cái công đức tu tập, nguyện cầu an cho Hòa Thượng viện chủ cả đời xây chùa,
từ năm mười mấy tuổi đi tu tới bây giờ, lo tu luôn tới bây giờ xây chùa chiền. Những đức thì còn mà ngoài đời còn bốn ba, đủ chuyện cái thứ gì cũng biết hết trơn. Tôi nói mà nói tôi đi tu không còn gì mắng, không còn cái gì mà hối hận nữa. Tôi nói thật sự nghe, tôi là cái tấm giấy lem luốc, vậy mà vô đây niệm Phật mà nó còn tẩy trừ được bớt. Đừng nói chi là cái người đi tu từ nhỏ, đúng không? Pháp môn tịnh độ này lem cỡ nào mà niệm Phật cũng được giảng sinh. Ai ở trong đây mà mang nghiệp phá thai nghe, yên tâm đi, cứ tín nguyện niệm Phật chắc chắn quý vị sanh cực lạc. Tín nguyện nghe. Nếu mà ai mà mang nghiệp phá thai nghe mà không tín nguyện niệm Phật nghe, chạy đôn chạy đáo tu cái này tu cái kia nghe, những đức nói cho quý vị nghe, ngộ đạt quốc sư đó quý vị hãy để ý đi. Đó. Giết lầm một người mà theo mười đời đó, chứ đừng nói chi là người bình thường như chúng ta. Những đức nói nếu như quý vị không tín nguyện niệm Phật mà mang nghiệp phá thai á nghe, 100% quý vị cặn tử nghiệp là chúng ta phải đi vào tam đồ ác đạo. À. Còn ai mà bất hiếu với cha mẹ thì cũng tam đồ ác đạo. Nếu như quay đầu niệm Phật là cơ hội thành tựu 100%. Cơ hội thành tựu là chắc chắn luôn. Nó nhớ đó. Không mà sáng nay bên đây giảng còn nhận nó. Cái tâm nó giảng pháp công nhận đặc biệt tới ghê. Thì biết sao không? Nhìn cái hội chúng quý vị, hội chúng mình nhìn rõ quá, mình nhìn giống như đông quá trời đông, làm như người mà nó cũng thích giảng. Bây giờ hôm bà kia bà chỉnh, bà nói thầy đừng có nói câu hứng. Mình đổi là thích giảng. Nói, ủa sao kỳ vậy? Thì tôi hứng giảng. Bà nói không, cái câu hứng này nó ý nghĩa kỳ lắm, tôi mệt tới ghê luôn. Trời ơi, thôi được rồi, mai mốt tôi nói thích giảng được chưa? Nói được. Ngộ tới ghê. Không, công nhận văn tự Việt Nam mình ngộ ghê nghe. Có một lần ngày xưa những đức giảng pháp những đức, thì miền Tây người ta ưa dùng cái câu chịch lắm quý vị. À, người miền Tây á, ví dụ như người ta ghim cái gì, ta nói chết ơi, xích lại, sửa lại. Mình giảng mình cũng ưa dùng cái câu chịch. Xong mới nói thầy, con thích nghe thầy giảng lắm, mà sao thầy dùng cái câu này con động tâm còn hơn cái gì. Ủa cái câu gì? Mới nói chịch rồi. Nói, tôi không biết luôn, tại vì ở miền Tây tôi dùng cái câu này quen rồi. Mới nói không, cái câu này nó phổ thông có đúng, không có hay. Nói thầy đổi câu khác đi. Bà nói một lần, từ đó sao mình đứt bỏ luôn. Thôi kệ đi, ta chỉnh mình lần mình bỏ phước cho rồi. Đúng là người Việt Nam suy nghĩ nhiều quá. Quý vị phải nhớ rằng là cái văn của Việt Nam là khó học nhất. Nhiều ý, nhiều ý nghĩa. Ví dụ như đen thì đen thôi, còn để đen thui nữa. Rồi dưới miền Tây còn nói đen thùi lùi. Thì dùng chữ nó đen mung, đen vừa vừa. Thôi rồi cuối cùng biết học đen nào luôn. Còn xanh thì thôi, xanh lè, xanh lè xanh lét, xanh da chờ, xanh tùm lum, thấy thấy chưa? Trắng thì thôi đi, trắng xác, trắng mét mét, tùm lum mới chẳng thấy chưa? Nên từ nơi đó thôi, bởi vì quý vị thấy không? Làm dâu chăm họ, làm dâu chăm họ, ngồi đây nói chuyện gì đó, nhưng mà cũng nhiều người khen mà cũng có những người ta chữ, ta nói gì? Ông thầy vừa giảng cái mặt thấy ghê. Tại vì lúc giảng ấy vì giảng mạnh lên, ở sau người ta nghe đùi được luôn. Nó hừng hực cái tâm đỡ buồn ngủ. Chứ gặp mà lên đây mà ngồi mà gặp mà cái giờ này như hồi tối lại Quan Âm, mà giờ này mà lên giảng mà gặp mà ngồi mà giảng mà à quý vị à, chúng ta cố gắng nha. À, thầy cũng sẽ cố gắng lắm. Chúng ta trong 4 ngày mình sẽ cố gắng lại. Nên cái gì về đây có gì quan hỷ nghe. Chỗ nào nằm ngủ được thì ngủ nghe không. Chứ thầy cũng hết lòng hết dạ nghe. Nói một chút ở dưới là nè. Dạ kiểu đó chú ngủ sạch dép hết chứ, đừng có chuyện dẫn chứ.
cái tiếng nó ầm ầm chỗ này nó đỡ buồn ngủ đó quý vị ô. À, mà làm vậy thì có khi mình đã hô sẵn rồi. Những đức thì vì biết cái mặt đó thì nó không phải từ bi. Có từ bi không quý vị? Chứ người ta còn chấp nhận không có từ bi. Mặt kỳ lắm. Mũi thì mùi là mũi dâu. Chán thì chán dồ. Mỏ nhọn. Đầu dồ. Mà cái nói chuyện mà kiểu mà mỗi lần mà la lên cái là con mắt nó lòi ra. Không, không bị coi nhìn cái hình này thấy ghê lắm quý vị. Thấy ghê chưa? Thấy ghê không? Hung dữ ghê chưa? Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi lần la lên á thì người ta hiểu thì người ta thương. Không có sao. Nhưng mà người không hiểu nó thầy gì đâu giảng cái mặt thấy ghê. Cái mặt hơn cái hung dữ hơn là quỷ. Thấy chưa? Cũng bị dữ đó quý vị. Nè. Những đức nhắn tin là những đức nói tôi làm quỷ kệ tôi. Không biết nói vậy là quỷ kệ tôi. Nên từ ra đó tôi là quỷ, tôi vô quỷ, tôi độ quỷ đó kìa. Nè, những đức hôm qua lại Quan Âm xong rất là mệt. Mà sáng thì thấy Nhân Đức tỉnh veo đúng không? Nhờ ngay chỗ sáng Nhân Đức thức dậy lễ Phật. Sáng 1:30 thức. Xong ngồi niệm Phật một chút lễ Phật. Lễ Phật xong thấy tỉnh veo. Khỏe lắm. Dù là phương pháp massage đặc biệt gì cũng không bằng lễ Phật. Nhớ. Thì biết rằng là phương pháp massage nó nằm bên ngoài. Còn lễ Phật là nó có thể giúp cho tất cả các cơ của trong bản thân mình nó được xoa bóp đặc biệt. Và thêm nó làm cho tế bào mình nó giống như là nó được nuôi được cái khí lực, cái tế bào tốt. Đặc biệt lắm. Rõ ràng luôn mà nếu mà như là bình thường mà hồi tối lễ Quan Âm xong như những đức hồi tối á là về nằm luôn. Vì tin rằng là những đức lễ Quan Âm hồi tối xong về là những đức y, những đức nằm một cái bạch luôn. Mà ngộ nha. Hai lần rồi đó. Lễ bên chùa Mớ. Để ý khi chờ nóng nhưng mà quạt đừng có đung ngay mình nhiều quá. Hồi tối nhà đức lễ rằng cuối cùng cái tự nhiên nó muốn ói quầy đó. Mình sao lễ được? Vừa lên cái là nó muốn ói không à. Nó muốn ói 4-5 lần. Từ nơi đó mà lên nó không được luôn. Lễ lên không được. Nên là thấy rằng là nó mệt gì đâu mà nó đứng gió. Hình như đứng gió đó mà. Mệt ghê. Xong lễ cuối cùng về tới phòng lột cái y nằm cái bạch. Mệt quá. Nhưng mà những đức tự tin cơ thể rằng là chút xíu là khỏe. Ngộ lắm. Rồi nằm ngủ cũng khó. Mà chuyến này lễ Quan Âm sao những đức khó ngủ, ngộ ghê. Mấy lần trước những cái gì ngủ ngon lắm. Nhưng mà lần này suốt cả nửa tháng này cứ đêm nào cũng 1:30 thức à. Rồi buổi trưa ngủ không được. Rồi ngủ rất là ít. Nó lo cái gì đâu kỳ cục. Mấy lần trước không có nghe mà lần này kỳ cục vậy đó. Thế sao? Rồi đặc biệt là thức dậy bắt đầu là niệm Phật lễ Phật liền. Những đức thấy phương pháp lễ Phật hay ghê. Lễ Phật xong người nó phấn chấn, đầu óc mình nó đặc biệt ghê. Những đức thấy mỗi lần mà mình làm việc đầu óc mình nó mệt mỏi nhức đầu. Lễ Phật lạ lắm. Khi lễ Phật mà khi xá xuống rồi xong quỳ xuống mà khi mà lại mà thẳng tay ra
là tức khắc cái bộ não mình nó được so bóp làm sao đâu á, mà nó im dịu làm sao đâu quý vị ơi. À, đặc biệt lắm. Nên cái thời khóa tu gia đình mà những đức đưa ra cho quý vị tu đó, niệm địa chung mà lễ Phật nó hay dữ lắm, đừng có bỏ. À, nhớ nghe, làm ăn đồ mà thành công là từ nơi con người mình đầu óc nó tỉnh táo. Và cái trạng thái nó vui lạ lắm. Khi mà tu xong thờ niệm Phật lễ Phật xong đó, nó vui lạ lắm. Nghĩa là con người mình nhìn thấy ai mình cũng muốn cười cười á. Nếu như mà giờ chia sẻ Phật Pháp mà qua mà cái mặt đóng như là cái bánh bao chiều thì thôi chịu thua. Qua là thấy nặng nề liền đúng không? Nhưng mà mình bước qua mình chia sẻ Phật Pháp là cái cảm giác mình nó vui, nó an lạc dữ lắm. Thì tự nhiên nó làm cho đại chúng người ta cũng thấy thoải mái. Ừ. Cái từ trường ấy về. Quý vị coi cái hội chúng đông kìa. Đúng là cái nhà văn hóa này mà quay phim cái kinh thiệt. Người ta quá trời đông màu tối. Bởi vì những đức tại sao mà trước nửa tháng luôn con người những đức ngủ không được là do gì? Chắc người ta hướng đến đông quá làm sao? Cái lực lượng người đi cái này quá đông rồi. Quý vị tin hồi tối á nghe, lễ Quan Âm ở bên mình đông vậy mà đầy nguyên cái nhà văn hóa bên đây luôn á. Người ta lễ bên đây đông vậy đó. À, bên Hồ Pháp mình ta lễ bên nữa. Quý vị nghĩ cái lượng người đông cỡ nào chưa? Quá đông luôn. Nên từ nơi đó mà cái pháp môn tịnh độ này quá thù thắng rồi. Quá thù thắng rồi. Bây giờ nè các anh em mà đi cùng với những đức nè, ví dụ như bên đây coi chúng đồ, những chí, những lăng đồ, những thiện, những thị rồi mấy anh em cùng chung tay, thấy rõ ràng luôn cuộc đời những đức thành công từ cái gì? Từ cái phương pháp niệm Phật mà ra thành công. Kinh khủng luôn. À, hồi đó mà những đức theo thầy thấy là cái những cái pháp hội thầy giảng là cũng dữ dằn à. Mà những đức thấy bây giờ những đức cũng không thua đâu quý vị. À, mà từ đâu? Từ cái bản trước mà mình lấy mình xài tiếp tục, mình không bỏ nghe. Nên những đức nói rằng cả đời, những đức nói rằng là cái phương pháp niệm địa chung mà lễ Phật là và lễ Quan Âm này những đức không bao giờ bỏ. Tại vì nó quá đặc biệt rồi. Quá đặc biệt. Nó ào vậy đó quý vị ơi. Nên mình đi về đây á nghe, cái đặc biệt nhất của mình là mình về đây mà mình nắm được một phương pháp tu. Những đức nói với vị nghe nghe, công việc của những đức mà nó nhiều đừng có nói nữa, mà mỗi ngày còn phải thuyết pháp. Vậy đó mà có người lúc nào cũng vui. Những đức nói rằng cho vị nghe, đi đứng nằm ngồi những đức siêng niệm Phật lắm. Ngồi trên xe cái là bật điều niệm Phật liền. Còn bây giờ thêm một cách nữa là cái máy niệm Phật này này những đức bắt điều nhỏ, những đức để suốt luôn. Hết pin những đức thay cái khác à. Nghĩa là để cái máy niệm Phật nhỏ để trong người á, cho nó niệm hoài luôn. Để làm chi? Những đức tin 100% nhà khoa học ta đã thí nghiệm rồi. Giúp cho máu mình tốt. Giúp cho máu mình rất là tốt. Chắc chắn luôn. Và câu Phật hiệu nhỏ giúp cho mình được nghe hay câu Phật hiệu. Nhắc mình niệm Phật. Cái từ trường á, mà mình để máy niệm Phật trong người suốt luôn, cái từ trường của tâm mình cũng tốt. À, phải tin chỗ này đó. Rồi mình làm một cái việc gì nghe, mình tin giống như có Phật Bồ Tát gia hộ. Dù nó trở ngại cái gì mà mình tin vẫn là được. Như quý vị thấy hôm qua mà buổi trưa mà mưa xối xả. Mưa. Mà nếu như đặt cái buổi trưa đó mà lỡ cái buổi chiều, thấy thê thảm cỡ nào chưa? Quá thê thảm đúng không? Không, mình thấy rõ ràng quý vị. Phật Bồ Tát hình như là sắp xếp là như thế nào cũng là phù hợp hết. Yên tâm đi, Phật Bồ Tát mà đã sắp xếp là phù hợp à, công nhận không? Nó nghĩa là cái thời tiết buổi tối nó đã nóng như vậy, mà nếu buổi trưa mà không có cái đám mưa đó, quý vị nghĩ thì sao? Thì chắc chúng ta chết queo á, đừng nói mà chuyện vẫn chơi. Chứ thôi lượng người đó, chắc những đứa lại xong rồi, những đứa le cái lưỡi ra. Cái kiểu mà lại xuống á, rồi cái hai cái chân nó bẹt ra, còn hai cái tay nó bật ra.
rồi cái đầu nó ngóc lên gì cái lưỡi làm nè. Nên từ đó nói vị thấy không, cái tâm trạng mà nó vui là thấy sao cũng vui đúng không? Hồi buổi sáng chúng vị an lạc nhé. Ôi cái hội chúng này gì đâu đặc biệt quá. Thôi chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.